xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình đi đến điểm bán cây kiểng Lợi Nguyên, giới thiệu đến quý vị một clip về những cây kiểng tại đây. Chào chú Tấn, chào con đang xem kênh. Hôm nay em có về một số cây là bông trang, phôi trang với phôi bông giấy với linh sam để giao lưu với bà con. Và cũng cảm ơn bà con clip ngày hôm qua đã ủng hộ em ạ. Rồi. Cây số 1, cây đầu tiên, cây số 1 là cây bông trang vàng lá nhỏ nha bà con. Cây này đã thừng chậu rồi. Trang mini để bàn. Cây này thấy nhỏ nhưng mà nó đã già cây lắm nha bà con. Đây, con số chiều cao là 28. Tán ngang là 19. Đây, thân rất là già nha bà con. Hoành của nó là 11, yếu như 10 đâu. Tay này nó ngược tay. Tính 10. Dạ. Như rồi. Tính 10 nha bà con. Đây, ra bông rất đẹp, mình để bàn chơi rất đẹp nha bà con. Rồi. Cây này thừng chậu nha bà con. Cái này có giá là 400k, bao ship toàn quốc luôn nha bà con. Cái này em sẽ ship chậu cho bà con luôn. Đây này, chậu nhựa cũng nhẹ. Đây là cây số 2A, cái này là tím sen nha bà con, tím sen mini để bàn. Chiều cao là 42, tán ngang là 18. Đây, tổng cái hoành vị trí này là 16 đến 15 nha bà con, 15 đến 14 đi. Rồi trừ hao luôn. Rồi cái này cũng có giá 400k luôn, bao ship toàn quốc. Tiếp sen. Đây là cây hồng phấn nha bà con. Mấy cái này đã thừng chậu hết rồi. Bà con cứ yên tâm. Cây số 3A. Chiều cao là 40. Tán ngang là 26. Đây cái này hoành một cốt. Này già, rất là già cây nha bà con. Hoành là 13, yếu như 12 luôn. Rồi cái này cũng có giá là 400k luôn. Bao ship toàn quốc nha bà con. Đây là cây trang đỏ lá nhỏ. Cái này cũng thường chậu không tốt khỏe rồi, cây số 3. Đây. Chiều cao là 58. Tán ngang 30. Đây, cây này già cây nha con, đang ra bông rất đẹp luôn. Đây, hoành 14 đây. Rồi cái này có giá là 500k. Bao ship toàn quốc nha bà con. Đây là phôi giấy Mỹ. Thôi với Mỹ là nguyên thủy nha con, về quan trọng là cứ ghép cái này em bao sống bao ship cho bà con luôn nha. Số 5A. Chiều cao là 32. Vành vị trí này là 18. Rồi cái này có giá là 300k. Bao ship toàn quốc nha bà con. Đây, cũng là phôi với Mỹ 6A. Cái này thì nó đã sống khỏe ở đâm chồi nha bà con. Rồi. Có dáng là lò lực, rất là lực. Cao 40. Đây, tổng hoành là 27. Rồi cái này có giá là 500k. Bao ship toàn quốc luôn nha bà con. Cây số 6A, phôi giấy Mỹ. Đây cũng là phôi giấy Mỹ luôn nha bà con. Đây, chiều cao vị trí này là 23. Sống to là bảo đảm. Bảo đảm bao sống cho bà con nha. Đây là 22, hoành 22. Rồi cái này có giá 400k thôi. Số 7A, bao ship bao sống cho bà con luôn nha. Cứ an tâm. Nếu mà cây về có chết thì cứ điện thoại cho em để báo cho em đây. Rồi, số điện thoại luôn. Số điện thoại của em là 0772877278. Đó là số Zalo, số Facebook luôn nha bà con. Rồi, đây. Cao. Rồi với Mỹ chiều cao là 64. Đây, đâu cái này tổng cái hoành cũ là 29. Rồi, cái này cũng có giá là 500k luôn, bao ship toàn quốc. Cây 8A. Đây là linh sam sam hương nha bà con. Sam hương có mùi hương thơm, rất là thơm. Đây em chỉ có 4 thôi thôi. Chỗ này nó bị lỗ chỗ này nha bà con. Về bà con xem kỹ lại giùm em. Cái lá nó có mùi hương thơm rất thơm luôn. Đây. Cao là 47. Đây, tổng vị trí này là 32. Vậy, hoành vị trí này của em là 20. Rồi cái này có giá 800k, bao ship toàn quốc nha bà con. Đây cũng là phôi sâm hương luôn nha bà con. Này em chỉ mới dâm lên bầu thôi. Về bà con cứ an tâm. Chiều cao là 52. Rồi hoành thân là 25. Rồi cái này cũng có giá là 800k luôn, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Sâm hương Đài Loan. Đây là cũng phôi sâm hương Đài Loan nha bà con, số 11A. Chiều cao là 55. Hoành vị trí này là 23.
Rồi, cái này cũng có giá là 800k luôn, bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Nên để giá mềm vừa chơi cho bà con luôn nha. Đây cũng là phôi sâm hương, dáng lùng lực nha bà con. Đây, chiều cao là 39. Tổng vành vị trí này là 29. Rồi, cái này có giá là 900k bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Nói không? Đây là cây số 31A này là Sigo nha bà con. 13. Cây 13 không. Đây là cây Sigo, đây có mang trái này rất đẹp luôn. Này về bà con chăm sóc ra Shinta và sửa bonsai rất đẹp. Chiều cao vị trí này là 59. Đây. Tổng vành là 19. Rồi, cái này có giá là 1,5 triệu, bao ship toàn quốc nha bà con. Nhưng mà em không ship chậu nha bà con. Sigo. Đây, cây số 14A cũng là cây Sigo luôn, có cái dáng bay đẹp nha bà con. Cái này về bà con vô dây là chơi thôi. Rồi, chiều bay là 60. Tấn ngang là 52. Đây, đo tổng bình cũ nha bà con. Tổng bình cũ vị trí này là 26. Rồi, cái này cũng có giá là 1,5 triệu luôn, bao ship toàn quốc. Cây này đã thường chậu, bà con cứ an tâm nha. Sigo. Đây là trang tím sen, em chỉ có mấy cây thôi nha bà con, mấy giao lưu với bà con, cây số 15A. Đây, cây bông rất đẹp luôn. Chiều cao là 86, tán ngang 60. Đây, có hoành thân một cốt nha bà con, hoành tại vị trí là 12 nha bà con, khác gốc. Rồi, cái này có giá là 800k, bao ship toàn quốc cho bà con nha. Số 16A cũng là tím sen luôn, chiều cao là 110, tán ngang 79. Quay vòng đi. Đây, cây này một cốt dốc lọt nha bông, cứ yên tâm. Số đế nơm lên rất đẹp luôn. Rồi, hoành vị trí này là 11 yếu như tính 10. Rồi, cái này cũng có giá là 800k luôn, bao ship toàn quốc cho bà con luôn em. Rồi. Đây cũng là cây tím sen số 17A. Rồi, chiều cao là 110. Đây là 62. Đây còn có cái đọt cao luôn. Đây. Vành vị trí này là 12 yếu như 11 đi. Rồi cái này cũng có giá 800k luôn. Bao ship toàn quốc luôn. 800.000 bao ship toàn quốc. Rồi, đổi cây. Cây số 17. Đây, cây số 18 là cây chanh cam nha bà con. Chanh cam số 18A. Cây đang ra nụ rất là nhiều luôn. Đang gỗ bông. Chiều cao là 100. Tán ngang là 59. Quay chậm chậm. Nụ rất nhiều nha bà con. Yên tâm cái này về bà con về yên tâm đi, em bao sống cho bà con luôn. 11 đến 10 đi rồi. Cái này có giá 600k thôi, bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Đây là cây số 19A, cũng là chanh cam luôn. Chanh cam bông đủ nhiều, một cao 100, tán ngang là 52. Quanh cái này cũng 9-10 giờ. Rồi 9,5. Rồi cái này cũng có giá 600k luôn, bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Đây là cây số 20, cũng là chanh cam nha bà con. Cao là 93. Tán ngang là 52. Cây số 20A. Đây. Vành vị trí này là 10 yếu như 9 đi. Rồi cái này cũng có giá 600k luôn. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây là cây số 21A, cũng là chanh cam. Này về con vô chậu là chơi là đẹp rồi đó, có bông rất nhiều. Cao là 85. Tán ngang 60. Chưa môi đế luôn nha bà con. Hoành là 10. Rồi cái này cũng có giá là 600k luôn, bao ship toàn quốc cây số 21A. Đây là cây số 22A,
Đúng là chanh cam này đúng cái bầu hơi nghiêng nha bà con, về trồng cho đứng là giùm em. Chiều cao là 80. Bán ngang 70. Đây, thân một cốt không nha bà con. Vành vị trí này là 9,5. Rồi, cũng có giá là 600k luôn. Bao ship toàn quốc. Đây là cây số 23. Chân cao bà con, này già cây rồi. Cao là 89. Tán ngang là 59. Cây dòng tàn. Đây. Cây này rất già cây nha bà con. Đây, vành vị trí này là 10,5. Rồi, cũng có giá 600k luôn, bao ship toàn quốc. Đây, em có một số coi linh sam siêu bông hay gì? Siêu bông. Linh sam xong linh siêu bông nha bà con. 24A. Đây, chiều cao là 30. Tổng vị trí này là 25 nha bà con. Bình thân đại diện này của nó khoảng chừng 14-15. Rồi, cái này có giá là 250k thôi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Đây là cây 25A, cũng là linh sam song hình siêu bông. Chiều cao là 42. Có hoành là 20. Rồi, cái này có giá là 300k, bao ship toàn quốc nha bà con. Đây, cái này có dáng rất đẹp nha bà con. Có vô thế hết rồi nha. Cao là 48. Đây, tổng hoành vị trí này là 21. Cái này có đế rất đẹp nha bà con. Rồi, cái này có giá 400k, số 26A. Đây, số 27A nha bà con. Cái này cũng có phong một cốt. Cũng đẹp, rất đẹp luôn. Rồi, cao 82. Tổng hoành vị trí này là 22. Này chơi phong cao đẹp với người con, cây số 27A. Cũng có giá 400k luôn. Đây. Đây là số 28A. Đây, chiều cao là 59. Vành là 18. Rồi, có giá 300k, bao ship toàn quốc. Đây là cây số 29A. Cũng là linh sam song hình siêu ông nha bà con. Chiều cao là 52. Tổng vành là 21 yếu như 20 đi. Rồi, cái này cũng có giá là 350k. Này về bà con cắt lại nha bà con, cắt theo ý mình đi bà con. Em cắt trừ hao. Đây là cây có dáng rất là lùng lực, cây số 30A. Cây này hoành cũng to lắm nha bà con. Đây. Chiều cao là 39. Tổng hoành vị trí này là 26. Rồi, cái này có giá là 500k, bao ship toàn quốc. Đây là cây số 31A. Đây, chiều cao là 38. Hoành là 17. Rồi, có giá 300k luôn. Thôi, ship toàn quá. Số 31A. Đây là số 32A. Chiều cao là 60. Tổng hoành là 20-19. Rồi, cái này cũng có giá 300k luôn. Bao ship toàn quá cho bà con luôn nha. Đây, cây số 33A. Cái này cũng có dáng lùng lực nha bà con. Gốc cắt là to. Rồi, cao 57. Tổng hoành là 25. Rồi, cái này có giá là 450k. Bao ship toàn quốc. Cây số 34. Có dáng lùng lực luôn. Cao là 44. Hoành vị trí này là 21. 20 đến 21 thôi, rồi có giá 400k. Bao ship toàn quốc rồi luôn nha. Đây, cây số 35A. Cây đế nở, đế đặt rất đẹp nha bà con. Đây, chiều cao là 50. Tổng hoành là 20. Rồi, có giá 400k luôn, bao ship toàn quốc. Đây, cũng là coi lục lực nha bà con. Cây này lục lực cũng có đế đẹp luôn. Số 36A. Chiều cao là 25. Tổng vị trí này là 25 luôn. 36A có giá là 500k, bao ship toàn quốc cho con luôn nha. Cây lùng lực rất đẹp. Đây là cây số 37A. Đây, chiều cao là 50. Tổng hoành vị trí này là 24, yếu nha bà con, như 23 đi. Rồi, cái này cũng có giá 400k luôn.
bao ship toàn quốc. Đây, cây này có chi tay đẹp nha bà con, 38 à. Rồi, chiều cao là 42. Hoành là 24 yếu như 23 đi. Rồi có giá 400k luôn, bao ship toàn quốc. Đây là cây số 39 à. Đây. Cây này cũng có dáng như thế nha bà con. Chiều cao là 56. Tổng hoành là 23. Rồi, cái này có giá là 400k luôn. 39 à, bao ship toàn quốc, bao sống cho con nha. Cây này cây số 40 nha. Cao là 55. Đây, hoành vị trí này là 20. Rồi, cây số 40A cũng có giá là 400k. Bao ship toàn quốc. Cây số 41A. Cao 54. Đây, hoành là 18. Đây, cái mũ đế này cũng rất đẹp nha bà con. Rồi, cũng có giá là 40k luôn. Bao sống bao ship bà con nha. Đây, cây này là cây 42. Ha. Cao 58. Tổng hoành là 21 nha bà con. Đây, cái này cũng có vô thế dán cho nha bà con. Cũng có giá là 400k. Bao ship toàn quốc cây số 41 à. Đây, cây số 43. Mình có dán thế lùng lùng cho bà con cắt lại dùm em nha. Chiều cao là 44. Đây, hoành thân đại diện là 23. 23 nha bà con. Rồi, cây này có giá là 500k, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Này giờ con trồng để trong mát cứ tưới tiêu nó thì sẽ sống tốt khỏe đi nha bà con, yên tâm. Cây số 44A, cây này cũng là cây cứu liếp nha bà con. Rồi, nó mới chiều cao, cao 39, hoành là 16. Rồi, cây cứu liếp khuyến mãi cho bà con luôn, 150k. Cây cứu liếp nha bà con. Rồi, cứu liếp em cũng xin cảm ơn bà con là trong thời gian qua đã ủng hộ kênh LTK clip cây kiển Thảo Nguyên. Cảm ơn rất nhiều ạ. Hẹn gặp lại quý vị. Hẹn gặp lại vào những clip sau.